Vì nó nôn bơi quá rồi anh chị ơi. Mấy con chó cá này. Dạ, hôm nay là một ngày đẹp trời. Em tiếp tục đi phóng sanh cá bị dính trong bẫy ngao. Thì người ta hẹn với em cá đến là em ra em thả. Dạ. Dẫn một bầy chó cá đi phóng sanh cho hai bạn chó đã bị mất trong cái dịch bệnh Covid này. Dạ. Bởi vì chủ nuôi á, bị dính Covid chết. Sau đó hai bạn đó cũng lên đường luôn. Dạ. Các loài vật hoang dã đều có thể bị mắc Covid-19 ạ. Nếu mà các biến thể của cái con virus này càng phát triển á, thì động vật hoang dã cũng chết luôn. Giống như em bây giờ em đang miễn nhiễm với Covid-19. Dạ, em không cần tiêm vaccine mà em vẫn có thể sống khỏe mạnh và em đã tiếp xúc rất là nhiều FO. Nhưng em vẫn được bình thường suốt 6 tháng qua. Dạ. Nhưng khi biến chủng mới nó càng ra đời, nó mạnh hơn, có thể thân thể tiên cá này không đủ để kháng lại Covid-19 mà phải cần đến thân thể của Phật cá mới được. Dạ, em chưa thành Phật cá được. Em đang cố gắng đây. Chừng thời không tự luyện tập tiến hóa thì cái con Covid-19 tới lúc nó cũng xét xử tới em. Giờ nó đang xét xử mọi người thôi, nó chưa đụng tới em á. Rồi bây giờ nước lên trong xanh đẹp quá, tuyệt vời quá, đẹp quá em ơi. Hôm nay đi bắt được không? Bao nhiêu? Hả? Gì? Sao giờ tới 17 lận? Nãy em nói 15 mà. Thôi có 1 triệu lấy đỡ cho anh luôn đi ha. Rồi anh đòi ơn em. Và bây giờ anh xin làm lễ. Rồi bây giờ anh tập trung tinh thần coi. Rồi bây giờ bữa nay đi có mình hả? Giờ mình lấy ra nha. Kính thưa, còn đó em thả luôn đi, cá đó mua gì? Cá nóc mà. Mua con nói làm gì em? Nuôi kiển hả? Nam mô A Di Đà Phật. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con phóng sanh cho các đệ tử và con chiên của quý vị. Thì hôm nay á, con mua được 17 kg cá bóng đủ loại ở dưới biển. Dạ, nước này là nước muối. Thì bây giờ cái phương pháp giải cứu động vật của con là bảo vệ loài vật nó sống rất là tốt. Dạ. Ủa sao mấy này chết vậy? Rồi giờ lấy xuống liền đi em. Dạ, đi cái này phải hai người mới được chứ thôi không kịp. Nó ngẩng đầu lên nó mệt hết rồi nè. Dạ, phải thả liền chứ không thôi là nó chết. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy y Tăng không đọa bàn sanh. Hôm nay tôi đứng trước cái thuyền chở cá này phóng sanh hồi hướng công đức cho hai bạn chó Bin Su đã bị mất trong dịch bệnh Covid-19 và phóng sanh tiếp cho bà Mai Thị Trương mất vào ngày 14 tháng 11 và phóng sanh cho ai nữa, chính là anh Khổng Tường Phát, cho 100 ngày của anh cho nó hoàn tất. Bây giờ là hơn 50 ngày rồi.
Dạ em cứ phóng sanh sao cho đủ 100 ngày cho anh, để anh có phước báo để anh sanh thiên. Dạ. Mọi người khi sống mà không có lo làm phước á, cứ lo kiếm vật chất, đến khi mà mất thân thể này rồi á thì cái phước kiếm được không có bao nhiêu, sẽ bị đọa địa ngục. Nên phước mình phải tạo mỗi ngày, phóng sanh giải cứu mỗi ngày. Hằng ngày mình ăn biết bao nhiêu con vật, dạ, thì cái nghiệp của mình nó rất là lớn. Nên mỗi ngày mình giải cứu lại được một ít những cái loài trong tự nhiên thì cũng tiêu trừ bớt được cái nghiệp chướng. Đây là những vị Phật tương lai, những chư thiên tiên mắc đọa, mang thân những cái loài vật nhỏ bé này trong tự nhiên để trả lại cái nghiệp của quá khứ. Đây, tuy thấy cá bóng như vậy nhưng đang giữ vai trò rất quan trọng trong khu rừng ngập mặn này nha thưa quý vị, cô bác, anh chị. Em sẽ phóng sanh hết 17 ký cá này, hồi hướng cho các vị hương linh đã mất. Dạ. Dù là động vật hay là con người gì, phóng sanh đều có phước hết. Dạ, phóng sanh đúng cách là có phước hết. Giải cứu động vật trong tự nhiên là có phước. Còn giải cứu những cái con mà người ta nuôi để chuẩn bị chờ đi làm thịt, phước không bao nhiêu. Dạ, cái đó có khi còn lại tạo nghiệp. Bởi vì người ta đã nuôi dưỡng nó để cho mình ăn thịt, mình có giải cứu nó và thả ra tự nhiên nó cũng không sống được, và cũng không phải đúng môi trường của nó. Bởi vì những con nuôi nó sống trong ao, trong đùm. Còn những cái con này ngoài tự nhiên, nó đang làm vai trò ngoài tự nhiên, nên thả nó ra nó biết đi về đâu, nó làm cái gì. Còn những con kia thả ra là chỉ có bị người ta bắt lại thôi ạ. A-di-đà Phật, quý vị có hiểu không ạ? Nên việc giải cứu phóng sanh động vật đúng cách mỗi ngày rất là cần thiết. Em mà đến trễ một chút nữa thôi thì là chết hết rồi, bởi vì nó ngợp. Sao bữa nay em đi có một mình vậy? Tại anh kia anh nay anh có việc á, anh nghỉ. Đáng lẽ em phải đi hai người chứ không thôi em không có tạt nước qua lại được, nó chết. Đáng lẽ là anh không lấy được, nhưng mà tại anh không biết, nên lần sau đi hai người để cho nó sống tốt hơn nha. Có kinh nghiệm ấy chứ giờ ra nó đơ lắm. Có mình em à, mà em cũng xây không có xuể nữa. Đúng rồi, phải thay nước liên tục nó mới kịp, nó mới sống được. Dạ. Dạ con cũng cứu được nha mọi người, nhưng mà có sống có chết vậy đó. Rồi hôm nay con đã xong cái nhiệm vụ cho bà Mai Thị Trương, anh Khổng Tường Phát và hai chú chó Binsu. Dạ đúng rồi em. Để dép lên cho Tiêu đi con. Những con chết nó đang nằm ở dưới đây nè. Coi như là mình cũng cố gắng nha quý vị Bồ Tát. Có sanh có tử, con cũng đã làm lễ quy y cho quý vị này xong rồi. Rồi ai chết dưới đây thì hồi con cho thần thú ráy cá ra đây, nó đi kiếm đồ ăn ở dưới đây. Dạ.